Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Thì như mọi người đã biết thì các loại lan rừng ở Việt Nam thì phân bố rất là đa dạng, từ phong lan, địa lan cho tới những cái dòng lan hai nhé mọi người. Nếu các bác anh chị là một người mà đam mê sưu tầm những cái loại lan hai hoa đẹp của rừng Việt Nam á, thì hôm nay thì em sẽ xin giới thiệu với các bác anh chị là một cái giống lan hai mới. Và giống lan hai này có tên gọi là lan hai đuôi công nhé mọi người. Đây là một cái giống lan hai cho hoa cực kỳ đẹp luôn. Cái lan hai đuôi công á, thì phía bề ngoài cái phần lưỡi và phần vây cánh á, thì nó khá giống với cái lan hai của Tây Nguyên. Tuy nhiên là nó khác biệt nhất là ở cái phần mà cái vây cánh lưng. Tức là cái vây cánh lưng nó là một cái vây cánh màu trắng rất là to, đặc biệt là trên lưng nó có những đốm chấm tím đó, giống như là cái đuôi con công đang xòe ra mọi người. Bởi vậy nên người ta mới đặt tên cái loại lan hài này gọi là lan hài đuôi công nhé mọi người. Đây là một cái giống lan hài cho hoa rất đẹp luôn, thường hay nở vào cái dịp tầm Tết với ra xuân một tí đó. Thì các bác anh chị mà chưa có cái giống lan hài đuôi công thì chúng ta có thể sưu tầm thêm nhé. Và em mọi người muốn biết kỹ hơn cái mặt hoa của lan hài đuôi công có thể lên Google search lan hài đuôi công thì sẽ ra cái hình hoa cho mọi người xem nhé. Nói chung là nó rất là đẹp luôn, y chang như một cái con công đang xòe cánh luôn đó. Thì cái giống lan hài này là một trong số những cái giống lan hài mà rất nhiều các bác anh chị sưu tầm lan hài đều có sưu tầm một ít về trồng trong vườn nhà nữa. Đợt này thì các bác nào muốn mua sưu tầm thì có thể đăng ký tới số điện thoại em để trên tiêu đề đặt mua nha. Hôm nay thì em về một ít phần, thì nói chung nay thì có cỡ chục phần nữa mọi người đó. Và một phần như vậy thì có giá là 300.000 nha mọi người. Phần vậy có giá là 300.000 thì đảm bảo cho mọi người về trồng lấy được cỡ một chậu lớn, hoặc là mọi người thích tách nhỏ ra thành 2-3-4 chậu, mỗi chậu trồng cây vậy cũng được nha. Rồi, và cái giống lan hai này thì cho hoa cực kỳ to luôn nha. Tới mùa hoa nó sẽ cho lên một cái vòi rất là cao. Đây mọi người có thể thấy là cái đây thì hoa nó đã tan và nó đã ra quả rồi. Tuy nhiên là lúc cái mùa nó đang hoa thì sẽ cho ra một cái bông hoa cực kỳ to luôn, và nở cả tháng luôn nhé mọi người. Cái lan hai đuôi công này nở rất là lâu luôn đó, hoa lại đẹp nữa. Rồi, và một phần vậy thì được tầm cỡ 5-6 thân gì đó. Đó, em chia các phần thì nó tương đối đều nhau. Đây mọi người có thể thấy thì em quay sơ qua các phần cho mọi người xem luôn. Đó, hàng đợt này khá là xanh tươi luôn, nên là các bác anh chị về trồng đảm bảo rất khỏe. Đây là hàng bốc rừng về nhé mọi người. Rồi, và cái lan hài này có một phần có giá là 300.000 nhé. Và giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu. Thì các bác anh chị muốn sưu tầm những cái loại lan hài hoa quý, hoa đẹp thì có thể sưu tầm từ trước tiên những cái loại lan hài như hài đuôi công này nhé mọi người. Ngày xưa thì lan hai đuôi công thì có rất nhiều, tuy nhiên là đợt này thì do hoa quá đẹp nên là được khai thác khá là nhiều, nên là số lượng trong tự nhiên ngày càng rất là hạn chế nha mọi người. Rồi, các bác anh chị mua cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được nha. Thì em sẽ gửi qua đường bưu điện thì mọi người thanh toán tiền lan và tiền ship lúc nhận hàng là được. Thì được kiểm tra hàng thoải mái nha mọi người, được kiểm tra hàng trước khi nhận. Rồi, xin cảm ơn mọi người ạ. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip về các loại lan hài quý hiếm độc lạ tiếp theo ở kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên ạ.